lối vào Shambhala, vương quốc các vị thần ở Tây Tạng. Vương quốc huyền thoại Shambhala, nơi sở hữu công nghệ cao cấp của người Atlantis và người Lemuria với những công trình khổng lồ. Cõi thánh địa này được cai trị bởi các vị vua sống hàng nghìn năm tuổi, được ẩn giấu sâu bên trong lòng những ngọn núi nghìn năm băng tuyết ở xứ Tây Tạng. Con người nơi đây sở hữu công nghệ trường sinh bất lão, điều khiển được cả không gian và thời gian. Tương truyền lối vào vương quốc được các lạt mà canh giữ vô cùng nghiêm ngặt và chỉ mở cửa cho những bậc chân sư tu luyện đắc đạo hoặc rất ít người phàm hữu duyên mà thôi. Chào mừng quý vị quay lại với Đông Tây Kim Cổ. Quý vị đừng quên bấm like, subscribe và nút chuông thông báo để ủng hộ team chúng tôi nhé. Còn bây giờ sẽ là nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong suốt hàng nghìn thế kỷ, các nhà thám hiểm và nghiên cứu khoa học huyền bí trên khắp thế giới đã không tiếc tiền của và thời gian mà lao vào tìm kiếm vị trí vương quốc Shambhala, tương truyền là nơi sinh sống của các bậc giác ngộ, song họ đã ra đi mà chưa một lần trở lại. Có thể họ đã tìm thấy miền đất thần thoại và ở lại đó, nhưng cũng có thể phần lớn trong các đoàn thám hiểm đã phải bỏ mạng trong cái gió tuyết khắc nghiệt của vùng cao nguyên Tây Tạng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, lớp sương mờ huyền bí về vùng đất thiêng Shambhala vẫn luôn hấp dẫn và thôi thúc con người thế gian lao vào tìm kiếm. Theo các cổ thư của Tây Tạng, Shambhala được coi là một vùng đất linh thiêng, nơi chỉ những người có trái tim hướng thiện và phẩm hạnh cao quý mới có thể thấy được. Theo giáo lý Phật giáo Tây Tạng, Shambhala nghĩa là cõi tịnh độ và an nhiên của Phật tử chúng sinh. Vùng đất Shambhala được đề cập cụ thể trong pháp môn Kalachakra của Mật Tông như một thiên đường duy nhất tồn tại trong hành tinh của chúng ta. Shambhala là một vương quốc nơi các thần tiên sinh sống, những sinh mệnh vượt ra khỏi sự hủy diệt và tàn phá của thời gian và lịch sử, những sinh mệnh sẽ sẵn sàng cứu thế giới nhân loại trong giờ phút cần thiết. Trích đoạn trong sách của pháp môn Kalachakra của Mật Tông. Các tín đồ Phật giáo truyền thống tin rằng vương quốc này tồn tại ở một nơi nào đó trong vùng Himalaya Tây Tạng và được canh giữ bởi những vị thần linh với sức mạnh siêu nhiên. Điều này càng làm cho Shambhala trở nên hấp dẫn và bí ẩn hơn. Mặc dù bí ẩn là thế, nhưng Shambhala không phải là không từng bị tìm ra. Đi tìm vùng đất tâm linh. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học lượng tử, người ta đã chứng minh được rằng vũ trụ chúng ta có rất nhiều chiều không gian song song. Ngay cả các neuron thần kinh não bộ con người cũng sử dụng đến 11 chiều không gian khác nhau để lưu trữ thông tin. Đơn giản hơn, xung quanh chỗ bạn đang ngồi hiện tại để xem video này đang có vô số các loại sóng âm, sóng điện tử, sóng wifi vô hình. Nhưng chúng lại mang các thông điệp âm thanh và hình ảnh đa dạng khác nhau. Mà nếu chúng ta không có một thiết bị đặc biệt như TV hay smartphone thì bạn không thể nào nhìn thấy hay nghe thấy chúng được. Cùng một nguyên lý, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trên trái đất của chúng ta có rất nhiều chiều kích không gian chồng chéo lên nhau nhưng lại tọa lạc ở cùng một tọa độ không gian mà con người lại không thể nhìn thấy hay cảm giác được. Để tiếp xúc với các chiều không gian này, chúng ta cần có những cỗ máy đặc biệt để kết nối với đúng tần số rung động riêng biệt của chúng. Những cỗ máy mà các trình độ khoa học kỹ thuật ngày nay của nhân loại là rất to lớn và vô cùng phức tạp. Nếu giả sử các nền văn minh cổ đại như Atlantis hay Lemuria vốn đã nắm bắt được các công nghệ vượt trội hoàn toàn so với nhân loại ngày nay, người thời ấy hoàn toàn có thể ẩn giấu bản thân hay thậm chí chuyển cả một thành phố khổng lồ sang một chiều không gian khác mà người thời nay không cách nào tìm thấy được. Thật vậy, theo rất nhiều tài liệu cổ mô tả lại, người ta nhận ra vương quốc Shambhala cũng là một trong vô số những địa danh thần bí được ẩn giấu theo cách như thế. Trong thế kỷ 20, các nhà thám hiểm đã bắt đầu hành trình tìm kiếm Shambhala. Nhiều người cho rằng Shambhala tại Tây Tạng đã bị chôn vùi đâu đó dưới những lớp tuyết dày nằm trên đỉnh dãy núi Himalaya hùng vĩ. Kể từ đó, chưa ai phát hiện được vị trí chính xác của vương quốc Shambhala, ngoại trừ thông tin rằng thị trấn Jongtien đã được đổi tên thành Shangri-La với ý nghĩa vùng đất tâm linh vào năm 2011, nằm trong khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Tây Tạng. Khi nhà triết học Nga Nicholas Roerich đã thực hiện cuộc hành trình qua những ngọn núi Trung Á vào năm 1926, ông và những người dẫn đường bị sốc khi chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Đó là một quả cầu vàng đang lơ lửng trên bầu trời, di chuyển từ dãy núi Altai nằm trên khu vực biên giới Nga, Trung Quốc, Mông Cổ và Kazakhstan, đến phương Bắc với tốc độ đáng kinh ngạc. Quả cầu sau đó chuyển một mạch về phía Tây rồi nhanh chóng biến mất.
Hành trình của ông Rorik không chỉ là một cuộc thám hiểm đơn thuần, bởi ông mang theo một mảnh vỡ của tảng đá Sitimani huyền thoại, là một đồ vật của Đức Phật, được cho là có thể thực hiện điều ước và là đại diện cho các giá trị cũng như giáo lý của Đức Phật. Nhà triết học Rorik cố gắng trả nó về đúng vị trí ở trung tâm của vương quốc Shambhala và quả cầu vàng có thể là dấu hiệu của sự chào đón. Các tín đồ Phật giáo không phải là những người duy nhất cảm thấy hứng thú với sự tồn tại của Shambhala. Thậm chí Đức Quốc xã đã từng bị mê hoặc với ý tưởng về một xã hội hoàn hảo về mặt tâm linh, đến nỗi họ đã phái một vài phái đoàn để tìm kiếm địa danh huyền thoại này. Trái đất là rỗng và có vô số thế giới ẩn giấu bên trong. Cũng có một số ý kiến cho rằng Shambhala thực chất nằm dưới lòng đất. Ý tưởng này được củng cố bởi niềm tin vào thuyết trái đất rỗng, Hollow Earth Theory, do nhà thiên văn học Edmund Halley khởi xướng lần đầu tiên vào năm 1692. Thuyết này cho rằng hành tinh chúng ta phần lớn là rỗng ruột, chứa bên trong một không gian trống rỗng rộng lớn, có thể chứa thảm thực vật và các dạng thức của sự sống. Một tấm bản đồ ở Nordschwabenland, nam cực của Đức Quốc xã gần đây đã được công bố. Nó được tìm thấy trong một tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xã. Nội dung tấm bản đồ nói lên rằng trái đất là một quả cầu rỗng. Phần dưới của bản đồ mô tả thành phố Shambhala. Thành phố này trùng khớp với lời kể của các nhà sư Tây Tạng. Trong nhiều năm, họ cũng tin rằng Shambhala là một thành phố nằm dưới bề mặt hành tinh chúng ta. Tấm bản đồ đã cho thấy vị trí thực sự của thành phố huyền thoại này. Trong cuốn sách Quái thú, Nhân loại và Thần thánh, nhà văn Ferdinand Ossendowski 1876, mất năm 1945, đã ghi lại trải nghiệm của chính ông ở Nga trong chuyến hành trình đến Mông Cổ. Trong chương 46 của cuốn sách nói về Vương quốc dưới lòng đất, ông kể về một sự kiện bất ngờ, đó là khi những người dẫn đường Mông Cổ đột ngột dừng lại, nhảy xuống khỏi lạc đà của họ và bắt đầu cầu nguyện, lặp đi lặp lại các từ ngữ kỳ lạ Om Mani Padme Hum. Khi kết thúc, một trong số họ giải thích: "Bạn thấy không, những con lạc đà rung tai trong sợ hãi, những đàn ngựa trên cánh đồng đứng im chú tâm và mấy đàn cừu và gia súc cúi đầu xuống mặt đất. Bạn có thấy những con chim ngừng bay. Tất cả sinh mệnh sống đang sợ hãi cầu nguyện và chờ đợi định mệnh của mình. Vì thế, ngay lúc này và bất cứ khi nào cũng sẽ là thời điểm vị vương của thế giới ngự trị nơi cung điện dưới lòng đất quyết định vận mệnh cho tất cả mọi người trên trái đất." Lục địa chìm xuống đáy biển. Trong cuốn sách của mình, nhà văn Ossendowski tuyên bố đã khám phá ra bí mật của những bí mật, đó là huyền thoại về vương quốc dưới lòng đất. Ông nhìn thấy một hang động hay một cánh cửa khói, nơi mà người dân địa phương cho biết rằng một bộ lạc cổ đã đi vào một vương quốc dưới lòng đất. Cuối cùng, sau nhiều nghi vấn được đặt ra, Ossendowski công bố một số sự việc được cho là sự thật về vương quốc bí ẩn này, liên quan tới Shambhala. Đó cũng không phải là cái gì đó quá kỳ lạ. Hai đại dương lớn nhất của phương Đông và phương Tây thuở xưa từng là hai lục địa, giờ nó đã chìm xuống đáy biển. Những người dân của họ đã đi vào vương quốc dưới lòng đất, có rất nhiều người và rất nhiều dân tộc khác nhau. Cho tới gần đây, nơi kỳ lạ dưới lòng đất này được biết đến là thành phố dưới lòng đất Agartha, được cho là một tên gọi khác của chốn thần bí Shambhala. Ossendowski miêu tả đây là một địa danh của những kỳ quan công nghệ tiên tiến, bao gồm cả đĩa bay, nơi ở của các cao tăng, nhà khoa học và các siêu nhân sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Theo đó, thế giới Agartha dưới lòng đất rất rộng lớn và Shambhala được coi là thủ đô của Agartha. Mặc dù nó có kiến trúc thuần phương Tây, những cánh cổng dẫn vào thế giới dưới lòng đất được cho là tồn tại ở các địa cực hay trong những hang động và đường hầm tổ ong trên khắp thế giới. Một số người tin rằng có thể xem Shambhala hay Agartha là một dạng của nền văn minh, thừa hưởng từ những tàn tích của Lemuria và Atlantis, hai châu lục đã từng bị phá hủy. Nhà văn Ossendowski cũng nói rằng người dân của nền văn minh này nắm giữ sức mạnh to lớn. Nếu bị khiêu khích, họ có thể cho nổ tung toàn bộ bề mặt hành tinh của loài người và biến nó thành sa mạc. Cõi an nhiên và tịnh độ. Huyền thoại về Shambhala có thể được tìm thấy trong những giáo lý của mật tông Kalachakra, nghĩa là những chu kỳ thời gian. Đây là một pháp tu của mật tông Tây Tạng. Đó là miền đất tịnh độ, với thành phố tròn tựa một bông sen, tồn tại trong một không gian giữa vật chất và tinh thần.
Thủ phủ của Sambala là Kalapa, nằm ở trung tâm của vương quốc, nơi mà vương của thế giới tọa lạc trên ngai vàng của mình. Và trong suốt hàng thế kỷ qua, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã tìm kiếm vị trí thực sự của Sambala, song họ ra đi mà chưa một lần trở lại. Cuối cùng, vẫn chưa có một ai tuyên bố đã tìm thấy chốn thần bí ấy. Theo lời tiên tri còn sót lại, thì khi thế giới chúng ta chìm trong chiến tranh và đau khổ, và khi tất cả bị tàn phá, thì chúa tể của thế giới sẽ hiện lên từ Sambala. Cùng với một đội quân hùng mạnh, ông sẽ xua đuổi bóng tối ra khỏi trái đất. Một thời đại hòa bình và thịnh vượng sẽ bắt đầu từ đó. Điều đó có nghĩa là vương quốc này mang sứ mệnh vô cùng trọng đại, đó là sẵn sàng cứu vớt thế giới vào thời khắc cần thiết. Một số Lạt Ma cho biết Sambala có đỉnh ẩn khuất trong màn sương. Đây được coi là một địa điểm huyền bí vừa hữu hình vừa vô hình, cũng là nơi giao thoa giữa trái đất và thế giới cao tầng hơn. Liệu có khả năng Sambala là một cánh cửa liên thông giữa các thời không khác nhau? Điều này giải thích tại sao những người từng tìm kiếm địa điểm này đều một đi không trở lại. Có lẽ họ đã đi xuyên qua các cánh cổng vô hình, liên kết thế giới chúng ta với các chiều không gian khác. Một trong những người đứng đầu Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, tin rằng chỉ những người có tâm thuần tịnh mới có thể đến thăm Sambala. Chỉ những người có mối quan hệ cơ duyên thực sự đặc biệt mới có thể đến đó. Thông qua mối liên hệ với sự tu tập tâm linh mà họ đã đạt đến mức độ giác ngộ nào đó. Đây hoàn toàn không phải là nơi mà mỗi người chúng ta có thể tìm thấy. Chúng ta chỉ có thể nói rằng đó là một cõi tịnh độ trong cõi người. Và trừ khi một người có đủ đức hạnh thì mới đến đó được. Người bình thường thì sẽ không thể thực sự đến đó được. Ông nói trong một bài phát biểu năm 1985 và được đăng trên trang Ancient Cult. Sambala cũng được nhắc đến trong thần thoại Hindu như là nơi sinh ra đại diện thứ 10 của chúa Vishnu, được đặt tên là Kanki, một hóa thân được tiên tri sẽ xuất hiện trên trái đất vào thời điểm cái ác lên đến đỉnh điểm. Đại diện của chúa Vishnu sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ xấu xa và giúp những người tốt sống sót, đồng thời mở ra một thời kỳ hoàng kim mới kéo dài 10.000 năm. Quý vị thân mến, người xưa thường có câu thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân, ý nói đạo trời không phân biệt người thân thích, đối xử công bằng với chúng sinh. Nhưng làm việc thiện là phù hợp với đạo trời, cho nên đạo trời đối với những người lương thiện đều có sự quan tâm chiếu cố, giúp đỡ người thiện lương. Vậy nếu như không tìm thấy miền đất tịnh thổ ở bên ngoài, chúng ta hãy biến tâm tính của chính mình thành miền đất tịnh thổ, nơi an lạc, mang lại sự yêu thương, tin tưởng, dễ chịu cho những người xung quanh, thông qua việc tu dưỡng bản thân mình từ những việc nhỏ nhất. Bên cạnh đó, nếu tương lai có một cuộc chiến chính tà được nhắc đến như trong lời tiên tri, thì chúng ta sẽ phải làm gì, lựa chọn gì để vượt qua được kiếp nạn, để nhân loại bước sang kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn? Câu trả lời nằm ở chính chúng ta. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Đồng Tây Kim Cổ. Hãy follow chúng tôi trên nền tảng mới Kanchen World, Thế giới kiền tịnh nữa nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị và người thân.